Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 8, tròn 74 năm ngày cách mạng tháng 8, đánh dấu sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rất nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa được tổ chức để kỷ niệm. Không chỉ vậy, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp lá cờ đỏ sao vàng trên những nẻo đường, trên con phố cho không khí hân hoan của người dân khắp cả nước. Thời tiết trong hôm nay tại các tỉnh thành miền Bắc khá tạnh ráo vào ban ngày, nền nhiệt cao nhất trên hầu khắp khu vực sẽ phổ biến từ 34 cho tới 35 độ. Hà Nội, Hòa Bình và một số nơi ở khu vực Trung Du sẽ ở ngưỡng cao khoảng 36 độ, nắng nóng xảy ra cục bộ một vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều và tối nay, thời tiết miền Bắc sẽ có những thay đổi khi một rãnh áp thấp mới lại hình thành và lần này, trục của rãnh áp thấp sẽ vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, từ chiều và tối mai trở đi, miền Bắc sẽ tái xuất hiện mưa rào và dông. Ở khu vực ven biển, các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay là Nam Định, từ chiều và tối nay trở đi sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Không có những dấu hiệu giảm nhiệt như ở miền Bắc, gió phơn tiếp tục là hình thế chính tác động đến miền Trung, khiến cho hầu khắp Trung Bộ dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Vùng núi phía Tây các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Bình Định có nơi còn cao tới 38 đến 39 độ, trời nắng gắt. Nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại những khu vực này trong một vài ngày nữa. Người dân nơi đây cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn, đặc biệt là ở những khu vực dân cư đông đúc và nguy cơ cao cháy rừng. Điểm dừng chân cuối cùng là khu vực phía Nam của Tổ quốc. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, vào ban ngày trời nắng mạnh và thời gian nắng dài hơn nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ cũng có nắng sớm với cường độ mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày từ 34 cho tới 35 độ. Về chiều tối, cả hai khu vực chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi nên không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động văn nghệ, biểu diễn kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 của người dân nơi đây. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trong chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông, cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật. Trong khi đó, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa, trời không mưa, gió Tây Nam ở huyện đảo Hoàng Sa sẽ mạnh khoảng cấp 4, cấp 5. Còn ở Trường Sa, cấp 5 có lúc cấp 6, khiến cho biển động nhẹ. Như vậy là trong ngày hôm nay, Bắc Bộ ngày nắng, về chiều tối có mưa dông, mưa vừa, mưa to sẽ tập trung nhiều hơn ở những khu vực ven biển. Còn Trung Bộ, nắng nóng vẫn còn duy trì. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt tăng, về chiều tối và đêm trời mát mẻ. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 19 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thank you.